Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh học của Tứ Online sẽ kể cho các bạn hai phần cơ rất hay, đỉnh cao của ngoại tinh lên khách Vương thứ nhất, đấu trong giải cờ tướng do các bên tái mùa giải năm 2023. Trong ván cờ đầu tiên, xin kính mời các bạn cùng đón xem trận đại chiến của hai danh thủ họ Vương. Bên đỏ đi tiếp là danh thủ Vương Khuếch, người cầm bên đen là chiến thần số 1 ngoại tinh lên khách Vương thứ nhất.吃 吃 吃 吃 吃 吃
吃。 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 吃。
吃。 吃。 将军。 将军。
将军。将军。将军。将军。吃。将军。将军。将军。将军。将军。Tới hình cờ trên sau phần cờ cho vách xích qua đang chuẩn bị cho tình huống cờ cho sĩ 4-5 từ mặt tướng trợ công thì thế công đến từ bên đen của ngoại tinh lính khách quá mạnh, bên tiên đã phải buông cờ xin thua. Sau đây xin cảm ơn các bạn đón xem ván đấu thứ hai. Đây là trận so tài khi bên đỏ đi tiên là vương sẽ chạm mặt cùng thành thủ cầm bên đen yêu ma tỏ nhầm lỗi.吃。
吃。 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 将军。 吃。 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 将军。 吃。 Đối hình cờ trên sau phần cờ cho xe 3 tiến 1 bật mã thì bên đen của Tào anh phải buông cờ xin thua. Một ván cờ quá hay đến từ ngoại ti lý khách. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.